Rồi phép chào nha anh em. Theo cầu anh em kêu lên con Azul Peter MX này, phép cũng review cho anh em tham khảo anh em ha. Con xe này cũng rất là đáng mua ha nha anh em. 2010 ha. Cái dòng mà Jupiter 2010 MX anh em biết rồi. Đó. Cái này là cái số lỗi nó nè anh em. Nó giống như ngạt vậy đó. 5B95. Xe này máy zin nha anh em. Dòng da này thì xài từ năm đó giờ, phép hồi đó giờ một ít, thấy con nào mà gớt máy lắm. Mua 10 chiếc lắm, giỏi lắm, cỡ nửa chiếc gớt máy không gớt nó nổi đó. Nè, thấy đầu máy đẹp không? Đầu máy mà gọi cái điện thoại vô không rút ra mà máy cực chất. Con này là áo mới nha, con này zin nó cái màu gì á chứ không phải là màu này. Anh em ta thích cái màu xanh đen thì ta thay vô nha nè. Đó, con này trước mới bán 16 năm là giảm 16 nè mẹ. Giá này thì không bớt đâu. Con này nói chung là đáng mua đó. Jupiter MX bánh mâm thắng đĩa mà anh em. Tính ra đi con này ngon con Suzuki nhiều. Này cũng đậu lâu dữ, kéo nghe nó cái vậy nè. Điểm xăng nó đang lên nữa không? Kéo e ra chút cho nó nổ đều ra. Đậu lâu quá. Đậu trong cái dãy trong cái gì máy. Con nhỏ thì nổ nghe đã nè em ha. Chỉnh cái anti nó lên tí. Xe này đậu không gài lâu dữ. Nhiều khi máy nó nổ nóng lên là nó ngọt rồi. Nóng lên là nó ngọt. Để quá trời lâu không gài. Rồi review rồi, chạy vòng vòng cà phê được chơi là mấy con này đi cũng bốc lắm. Nhíp ra ti lên nó xíu là ok gì đó. Kiểm tra mấy công tắc đèn ha, đèn pha cốt nè, còi nhanh chớp gì nè, full mọi tính năng cho anh em luôn. Về đổ xăng là chạy, xe màu xanh đen rất là đẹp luôn, sạch sẽ sẵn. Thấy chưa, chỉ số 8 điểm Kiên Giang luôn. Ở mấy cái xe này anh em khuyên anh em để đi anh em ơi, đừng có sang tên, sang tên giấy tờ hồ sơ giờ nó giặt mệt quá anh em ơi. Và mình nói nữa thì nó dính tới mà kêu là gắt gối nữa chứ quải quá. Bây giờ mình thiệt á, chính chiếc xe của anh em luôn đang đứng tên anh em mua hẳn trước đó, giờ đem ra thử anh em rút hồ sơ sang tên cho người ta thử anh em biết. Anh em đứng tên chính chủ luôn đó. Nó ở Việt Nam riết rồi chứ các em không hiểu nổi. Đó, chiếc xe là do của mình sở hữu cá nhân mình đứng tên. Mà bây giờ mà muốn chuyển nhượng hay là bán hay là cho tặng nhiều cái anh em đi làm thủ tục rồi biết. Quá trời quải luôn. Hồ sơ rút đã khó nha, mà nhập vô nó còn giặt nữa đó. Đó, kinh khủng lắm. Mỗi chỗ làm mỗi kiểu, không chỗ nào giống chỗ nào hết. Hồi đó em bán chiếc V3 hải thắng đĩa, chiếc xe chính phép đứng tên luôn đó. Nó mà rút hồ sơ ra nói nè, nó còn giặt tới giặt lui, giặt lên giặt xuống, giật ngao ngáo luôn á nè. Phép nghe nói sắp tới nè đem chuyển về huyện lại, chuyển về huyện đi cho khỏe anh em ơi. Chớ mấy ông xã gì mà ổng mới quá đó, thật ra nó chưa có gành gọt, nó quải quá. Rồi thêm rồi mấy ông mà trẻ trẻ này ông có đâu biết xe đâu. Cái xu 13 ta hai đĩa anh nói xe chế. Đó, khổ lắm. Rồi không rồi bắt đầu là bắt lỗi bắt phải dân người ta. Thấy không? Rồi xong ở đâu mới lên mạng nó dễ sọt được chắc ra mày thấy ở đâu mới cho nhập. Lúc mới về nói là cái hóa đơn của ta, hóa đơn hồi xưa là đỏ phải không, nhưng bây giờ nó hóa đơn điện tử in bằng tờ A4 không à. Cái em ảnh nói cái này không có giá trị pháp lý, đem vô nó không cho nhập, nó ba hồ sơ người ta ra hết trơn đó. Rồi xong ở đâu mới mình mới điện cậu cứu mới trả nội thế, trả nội thế là mới liên hệ với bên công an đó, thì nói tới cái lịch thế giờ nó thay đổi như vậy đó.
rồi trái mới rồi mới cho nhập đó hả. Thua, nói chung là thua anh em, bởi vì anh em mua xe mà không quá cao tiền phép khuyên anh em đừng có dính thủ tục hành chính như thế ngang, nhức đầu lắm vậy đó. Anh em mua tay ngang ở ngoài thì kệ đi, còn anh em mua cửa hàng thì có nguồn gốc ha, xuất xứ đàng hoàng hết rồi, anh em đừng có lo. Ở đây bán như cái xe này cũng phải giao biên nhận rồi cho anh em chạy chân thế thôi. À, có mã số thuế, có cửa hàng mọc miếng rồi đóng vô đàng hoàng nghiêm túc cho anh em. Rồi, con này 16 triệu thì cũng nên mua xài ở cái thời điểm này. Tại bây giờ cái dòng da mới bây giờ nhìn nó cũng không có được ưu việt khung. Đó, đầu bò bây giờ nó cũng mất hết cái kiểu như thế này nè. Đầu bò nên dòm từng chi tiết. Đầu bò kiểu hồi xưa mình chơi khi mình dòm nó có nắp xúc bắp ha, nó có bốn lỗ đó, ốc lò chùa đó, rồi nó có cái nắp cam đó, rồi ốc nắp cam mình dòm mình thấy nó đẹp đó, thấy nó dập hay là nó cắn hay là nó đẹp hay là nó xấu hay là thế nào mình có chi tiết để mình chơi mình đánh giá. Còn mấy ông xe bây giờ làm kiểu một khuôn một đầu bò là vuông dứng y như nhau đó, rồi có gì đâu chơi đó, đâu có nắp canh bóp, nắp tròn, nắp xúc bắp, nắp cam, nắp còi gì nữa đâu. Thấy không, da đã làm nó nhìn cái khía cạnh cái đường nét lên giờ cực kỳ sắc sảo. Nó điều ra các em chỉnh nhỏ lại thì tầm đó. Rồi ha, anh em mua xài thì alo cho phép, mọi chi tiết thông tin anh em liên hệ đi ha, ship xe cho anh em toàn quốc luôn. Rồi, xin cảm ơn.